Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khủng hoảng điện trầm trọng ở Cuba Ngày 20 tháng 10, VOA Tiếng Việt cho hay Cuba y ạch khởi động lại nguồn điện sau vụ sập lưới điện thứ hai. VOA cho biết chính phủ Cuba ngày thứ Bảy ngày 19 tháng 10 nói rằng họ đã đạt được một số tiến bộ trong việc dần dần khôi phục dịch vụ điện trên khắp hòn đảo này bao gồm điện tới các bệnh viện và một số khu vực của thủ đô Hanava sau khi truyền thông nhà nước trước đó đưa tin lưới điện quốc gia bị sập lần thứ hai trong 24 giờ. Tuy nhiên, theo VOA, hầu hết trong số 10 triệu dân Cuba vẫn không có điện vào chiều ngày 19 tháng 10. Đèn giao thông tắt tại các giao lộ khắp Harava và hầu hết hoạt động thương mại đều bị đình trệ. Người dân Cuba xếp hàng dài tại các cửa hàng mậu dịch quốc doanh để mua bánh mì và nhu yếu phẩm khác. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn lời quan chức điện lực hàng đầu của đất nước, ông Guara cho biết, đơn vị điều hành lưới điện UNE đang nỗ lực tăng đủ công suất trong hệ thống để khởi động một số nhà máy điện và khôi phục điện cho các khu vực rộng lớn hơn của đất nước. Tôi không thể bảo đảm với quý vị rằng chúng tôi sẽ có thể hoàn thành việc liên kết hệ thống trong ngày hôm nay, nhưng chúng tôi ước tính rằng hôm nay sẽ có những tiến bộ quan trọng, ông nói trên một bản tin truyền hình. VOA dẫn kênh truyền thông nhà nước Cuba Debate cho biết trên mạng xã hội vào sáng ngày thứ Bảy, rằng UNE báo cáo một vụ sập lưới điện nữa. Ông Yuara không trực tiếp xác nhận vụ sập hoàn toàn lưới điện lần thứ hai, mà thay vào đó đã nhắc đến trở ngại nhỏ hơn, cục bộ hơn, gây nên sự khó hiểu về chuyện gì đã xảy ra. VOA cũng cho biết, lưới điện của Cuba lần đầu tiên bị sập vào khoảng giữa trưa ngày thứ Sáu, ngày 18 tháng 10, sau khi một trong những nhà máy điện lớn nhất của hòn đảo này đóng cửa. Ngay cả trước khi lưới điện bị sập, tình trạng thiếu điện trong ngày thứ Sáu đã buộc chính phủ do đảng Cộng sản điều hành phải cho công chức nhà nước không cần thiết về nhà và đóng cửa trường học nhằm tìm cách tiết kiệm nhiên liệu để phát điện. Theo VOA, chính phủ Cuba nói tình trạng mất điện trầm trọng kéo dài nhiều tuần, thường kéo dài từ 10 đến 20 tiếng mỗi ngày. Trên phần lớn hòn đảo là do cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiếu nhiên liệu và nhu cầu gia tăng. Và đây là hình một cuộc biểu tình chống chính phủ của người dân Cuba do tình trạng thiếu nhiên liệu và lương thực. Các quan chức nói gió mạnh bắt đầu từ cơn bão Milton vào tuần trước cũng gây khó khăn cho Cuba trong việc đưa nhiên liệu khan hiếm từ các tàu thuyền ngoài khơi để cung cấp cho các nhà máy điện của nước này. Vẫn theo VOA, Cuba đổ lỗi cho lệnh cấm vận thương mại của Mỹ cũng như các chế tài dưới thời cựu tổng thống Donald Trump vì những khó khăn liên tục trong việc mua nhiên liệu và phụ tùng để vận hành và bảo trì các nhà máy vận hành bằng dầu của mình. Các quan chức Cuba nói, ngay cả khi vụ sập lưới điện được giải quyết, cuộc khủng hoảng điện vẫn sẽ tiếp tục. VOA cho biết thêm, Cuba sản xuất rất ít dầu thô và nhiên liệu cung cấp cho hàng đảo này đã giảm đáng kể trong năm nay. Do Venezuela, Nga và Mexico từng là những nước cung cấp quan trọng giảm xuất khẩu sang Cuba. Được biết, kể từ đại dịch COVID-19, giá nhiên liệu tăng đến 500% đã gây rắc rối cho Cuba, khi phần lớn điện của nước này được tạo ra từ các nhà máy điện đốt dầu, mặt khác, nền kinh tế Cuba dựa vào nhập khẩu thực phẩm với khoảng 7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, nhưng do sức mua của đồng peso Cuba yếu nên họ gần như mua toàn bộ hàng nhập khẩu bằng dự trữ ngoại tệ. Những khoản dự trữ ngoại tệ này cũng là khoản được sử dụng để mua nhiên liệu, đồng thời cùng với lạm phát khiến GDP giảm 18,5%, nên Cuba chỉ còn lại rất ít ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa kể cả nhiên liệu và lương thực. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Khủng hoảng điện trầm trọng ở Cuba. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin biến động chính trị Việt Nam trong thời gian sắp tới. Ngày 18 tháng 10, BBC Tiếng Việt bình luận, tứ trụ Việt Nam sắp tới sẽ biến động ra sao? Theo dự kiến, Quốc hội khóa 15 sẽ bầu chủ tịch nước mới trong kỳ họp thứ 8, khai mạc ngày 21 tháng 10. Liệu nhân sự cấp cao của đảng và nhà nước sẽ thay đổi ra sao? Và đây là hình bài trên BBC. BBC nhận xét, nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026 được xem là giai đoạn biến động nhân sự nhiều nhất trên chính trường Việt Nam với 7 ủy viên bộ chính trị mất chức cùng với sự ra đi của tổng trọng đã để lại những khoảng trống quyền lực với những di sản gian dở. BBC nhắc lại quy trình bầu lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Theo đó, Bộ Chính trị họp rồi trình ban chấp hành Trung ương đảng danh sách nhân sự cho chức danh cần được xem xét, ở đây là Chủ tịch nước. Tiếp đó, ban chấp hành Trung ương sẽ họp để xem xét và cho ý kiến dựa trên danh sách mà Bộ Chính trị trình và chốt danh sách nhân sự để giới thiệu cho Quốc hội bầu. Theo BBC, trong trường hợp hội nghị 10 chưa làm quy trình này, có khả năng Trung ương sẽ mở hội nghị trước ngày 21 tháng 10, thời điểm Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 8. BBC cho biết, nhiều nhà quan sát, trong đó có tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang từ Singapore, giáo sư Carter từ Úc, giáo sư Abuja từ Mỹ đều đánh giá rằng thường trực ban bí thư Lương Cường sẽ trở thành chủ tịch nước kế nhiệm ông Tô Lâm. Và đây là hình ông Lương Cường. Đáng chú ý, BBC đề cập đến việc ông Lương Cường mới hội kiến với tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và hội đàm với bí thư ban bí thư tránh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua. BBC cho rằng, điều này cho thấy có một sự trọng thị từ phía Trung Quốc đối với ông Lương Cường. BBC cũng nhắc đến một số ứng viên khác cho vị trí chủ tịch nước, gồm Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Theo BBC, nếu ông Lương Cường trở thành chủ tịch nước, thì Bộ Chính trị sẽ phân công một nhân vật khác thay cho ông Cường làm thường trực ban bí thư. Đây là vị trí quan trọng chỉ xếp sau tứ trụ và là chức danh được Bộ Chính trị phân công theo quy định 214. BBC phân tích, hiện trong Bộ Chính trị chỉ còn ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính là đủ điều kiện theo quy định, nhưng việc hai ông này làm thường trực ban bí thư là khó xảy ra. Do đó, dự kiến Bộ Chính trị sẽ phân công một ủy viên Bộ Chính trị được bầu từ đầu khóa, tức là áp dụng thuật ngữ vạn năng, trường hợp đặc biệt. Và đây là hình những người có khả năng thay ông Lương Cường ở vị trí thường trực ban bí thư những ủy viên Bộ Chính trị được bầu từ đầu khóa gồm Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phan Đình Trạc, trưởng ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực, Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. BBC dẫn nhận định của giáo sư Khataya cho rằng, nếu Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ theo thâm niên thì có ba lựa chọn, Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc và Lê Minh Hưng. Tuy nhiên, ông Hưng mới được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, nên chỉ còn hai ứng viên người nghệ tỉnh là ông Trần Cẩm Tú và ông Phan Đình Trạc. Giáo sư Thayer cho rằng, tuy Bộ Chính trị có nhiều ủy viên đi lên từ Bộ Công an, nhưng không có bằng chứng gì cho thấy những người này một lòng đoàn kết, bắt tay nhau dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm. Thay vào đó, ông Thayer gợi ý rằng, Bộ Chính trị gồm các đại diện từ một số nhóm, gồm nhóm Hưng Yên, nhóm Nghệ An, nhóm Hà Tĩnh, nhóm miền Nam, quân đội và công an. Theo đó, cơ hội cho ông Trần Cẩm Tú sẽ cao hơn vì ông quê ở Hà Tĩnh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Biến động chính trị Việt Nam trong thời gian sắp tới. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới